Ruby. Ruby. Chị hai. Em gái chị sao vậy? Bộ em không khỏe hả? Chị hai, tay của chị hai sao rồi? Để em coi. Tay của chị khỏi rồi, không có sao hết. Em đừng có sợ, chị không trách em đâu. Chuyện xui xẻo á, lúc nào mà không xảy ra. Chị không thể vì cái xui của mình mà đổ lỗi cho em được. Nhưng mà nếu lúc đó không phải em giật tay ra thì chị hai đâu có xảy ra chuyện đâu. Tại chị không tốt. Đáng lý chị không nên đụng chạm vào những chuyện riêng tư của em. Mà quên mất, em gái của chị cũng đã lớn rồi. Em cũng có những bí mật riêng tư của mình chứ. Cho chị xin lỗi. Sau này á, chị sẽ không làm như vậy nữa ha. Em ôm chị hai một cái được không? Ủa, Ruby. Trời, Tại sao em lại có vết thương ở cổ vậy? Em... Sao vậy? Cho ăn học mà còn không biết thân biết phận. Gần trễ giờ rồi mà còn chưa chịu tới trường. Nghĩ mình là tiểu thư con nhà giàu cho nên không cần học hành à? Ruby, em lên phòng đi. Chị băng bó vết thương cho em. Đi. Chị hai ơi, em trễ giờ học rồi, em phải đi đây. Ruby à, để như vậy nó sẽ bị nhiễm trùng đó. Em không sao đâu, chị đừng có lo. Thôi được rồi, em tới trường vào phòng y tế kêu người ta rửa vết thương cho em nha. Chứ để như vậy á, sẽ bị nhiễm trùng đó biết không? Dạ, chị hai. Rửa vết thương cẩn thận đó. Ê, mở cửa mày. Ba về rồi hả? Ba nói sáng nay có cuộc họp quan trọng mà. Kim Cương, con bị thương ở đâu? Đưa để ba coi. Không mấy, để ba đưa con đi bệnh viện. Dạ con đâu có sao đâu. Cho tới giờ con vẫn lành lặn khỏe mạnh mà. Ba đừng có quá lo lắng ba. Ba nghe nói tối qua con đã bỏ dở buổi biểu diễn giữa chừng. Đâu, đưa để ba coi. Đưa ba xem. Con nói con không sao rồi mà. Cái này không phải cho anh nhiều chuyện đâu nha. Cái chuyện quan trọng như vậy trước sau gì chú Thiết cũng biết à. Đưa bàn tay ba coi, đừng có bướng bỉnh nữa. Đưa ba xem. Đau quá ba. Con nói đi, ai đã làm cho con ra nông nổi này? Vì do con bất cẩn thôi, không phải lỗi của ai hết đó ba. Ba đừng có làm con thấy buồn nữa. Vì cái chuyện này nè mà con đã bỏ lỡ buổi biểu diễn rồi. Con đã rất buồn và mệt mỏi lắm rồi ba. Gọi ngay bác sĩ tới, nói rõ tình trạng của Kim Cương. Bàn tay của con gái tôi là báu vật, không để xảy ra chuyện gì nữa. Dạ. Ba, Con có đau lắm không? Thương chú. Thằng quay là thất bại lửa, đúng không? Dạ đúng rồi. So với bố già Thiết thì thằng Quay chỉ là một tên tép riêu, làm việc không có đầu óc, bắt cóc ăn trộm. Nó còn làm không xong thì làm sao có thể tìm ra viên kim cương trước chúng ta được. Còn Phan, có tin tức gì không?
Dạ có. Theo như fan báo cáo thì tên bố già thiết này rất cẩn thận. Không chỉ có một hai mà có rất nhiều hệ thống két sắt được bố trí trong phòng làm việc của ông ấy. Nếu giải mã toàn bộ số két sắt này, e là không có một tên trộm thiên tài nào có đủ thời gian. Có lẽ hắn cũng đã dự tính sẽ có nhiều tên trộm đột nhập vào nhà mình để tìm viên kim cương. Cho nên hắn đã bố trí rất nhiều những hệ thống két sắt y chang nhau từ đời nào. Lúng là một tên xảo quyệt mà. Vậy thì mới xứng lang là lối thủ của Chu Sang Hen lại chứ. Phen còn cho biết có thể tên bố già này không để viên kim cương ở một tủ nào nhất định, mà thay đổi chúng liên tục để người khác không thể nào biết được. Cũng như mã khóa cũng vậy. Không chỉ đơn giản là ngày sinh tháng đẻ của con gái cưng của hắn, mà hắn thay đổi liên tục, và lần này chỉ có câu mẹ đọc đúng rồi thôi. Tuy chưa lấy lượt viên kim cương, nhưng ít nhất Phen cũng xác định lượt tên bố già thiết chính là người đã nắm giữ viên kim cương này. Thưa ông chủ, sao ông chủ lại khẳng định điều này? Bỏ ra rất nhiều tiền để xây dựng hệ thống bảo mật ngay tại phòng làm việc, và cấm tuyệt đối không ai lượt bước vào. Nếu không phải lấy giữ gìn số tài sản khổng lồ trong đó thì còn lấy làm gì chứ? Dạ. Vấn đề bây giờ chúng ta phải tìm mọi cách để cho tên bố giả thiết đó lộ viên kim cương lại ra, sau đó chúng ta tìm cách thu hồi nó lại, mang về lập cho cung liễn. Đó là một bài toán này mà tao cần phải suy nghĩ lên. Tay con gái tôi có nguy hiểm gì không? Không để lại sẹo gì chứ? Bao lâu nó mới lành hẳn? Riêng về vết phỏng nó bị da chạm mạnh, thêm nữa vết cắt nó bị sâu và hở miệng đến nỗi nước vàng nó chảy như vậy, thì khả năng nhiễm trùng rất là cao. Nhưng nhờ vào cơ địa của cô bé khá lành nên không đến nỗi nào đâu. Hơn nữa tôi đã sử dụng loại thuốc tốt nhất, nên tôi có niềm tin là vết thương này sẽ sớm bình phục như chưa hề xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng đến bao giờ nó mới hồi phục hoàn toàn được? Ba, bác sĩ đã nói là không sao rồi, sẽ mau chóng lành thôi. Ba tin con đi. Nếu mà con đau là con đã khóc nhè rồi. Ba quên là con rất sợ đau hay sao? Chỉ trong vòng một tuần rồi sẽ lành thôi. Nhưng với điều kiện là đừng để vết thương bị da chạm mạnh thì khả năng hồi phục rất là cao. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Nếu có vấn đề dạ. gì vậy, tôi sẽ liên lạc với bác sĩ sau. Dạ, xin cảm ơn ông. Chào cô. Chị Sáu. Dạ. Dạ. Chị đưa bác sĩ ra về giùm tôi. Dạ ông chủ. Dạ mời. Xin phép chào ông. Chào cô. Dạ, chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Con nói cho bà biết đi, nguyên nhân tại sao lại ra nông nổi này? Từ trước đến giờ con rất ghét nước nóng và các món ăn nóng, không tự mình rót nước bao giờ. Vậy trong nhà này ai đã làm cho con bị thương? Ba, con nhất thiết phải làm như vậy không ba? Bác sĩ đã nói con không sao rồi, bà bỏ qua đi nha. Vết thương ở ngoài da thì sẽ mau chóng lành thôi, nhưng nếu làm lớn chuyện thì vết thương ở trong lòng mọi người sẽ không bao giờ lành được đâu. Kim Cương à. Dạ. Tại sao con cứ phải chịu đau từ thể xác tới tinh thần như vậy chứ? Lúc nhỏ vì lỗi của ba mà con mất mẹ, rồi vì tương lai của con, ba để con du học xa nhà. Thêm một lần nữa, con chịu nỗi đau xa ba. Cho đến bây giờ, mạng sống của con luôn bị đe dọa bằng nhiều cách. Ba thật sự không biết phải làm sao nữa.
Nhiều lúc ba cảm thấy thật sự bất lực. Một người cha không mang lại hạnh phúc được cho con. Ba, con người ai mà không có số mạng hả ba? Mẹ con mất không phải là lỗi của ba. Ba để con đi xa cũng là vì muốn lo cho tương lai của con mà. Còn chuyện bây giờ, mọi thứ sẽ mau chóng kết thúc, không kéo dài lâu đâu ba. Con tin là như vậy, ba đừng sợ nghe ba. Con lúc nào cũng là người an ủi ba. Thật là đáng buồn. Lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ. Có con gái để làm gì chứ? Dĩ nhiên là để nhận sự an ủi rồi. Ba yên tâm, con á tuy rất là sợ đau nhưng mà mạnh mẽ vô cùng, con sẽ vượt qua được hết. Cô nghĩ thế nào về những két sắt trong phòng làm việc tối hôm qua? Nhiều như vậy, cho dù chúng ta có lọt vào đó một lần nữa thì tôi e là chúng ta không có cơ hội lấy thứ mình muốn. Bà chủ nói đúng. Nếu muốn vô căn phòng đó lần nữa, tôi e là sẽ rất khó khăn. Vừa phải giải mã cửa ra vào một lần nữa, rồi các hệ thống mật mã của giải két sắt cũng có thể đã được lập trình thay đổi lại. Tại sao lại như vậy? Cô nghĩ ông ta cẩn thận tới mức đó sao? Chắc là bà chủ chưa biết rồi. Hệ thống bảo mật mà ông ta sử dụng cho cửa ra vào của phòng làm việc rất đặc biệt. Ban đầu, chủ nhân của nó sẽ cài đặt hai mật mã. Khi sử dụng mật mã này một lần, nó sẽ tự động chuyển qua một mật mã tiếp theo. Và cứ như vậy, thành ra không ngày nào giống như ngày nào cả. Có nghĩa là hiện giờ ông ta đã biết con người sử dụng mật mã đó rồi sao? Có thể là như vậy. Nhưng vì bọn người lạ mặt đột nhập sau chúng ta, không biết chúng đã mở mật mã tiếp theo hay chưa, cho nên tôi nghi ngờ nhiều giả thuyết. Dù sao đi nữa, bố già Thiết lúc nào cũng là người cẩn thận, đoán trước rất là nhiều tình huống phức tạp. Nếu trong giải két sắt đó không chứa viên kim cương xanh, thì tôi nghĩ nó cũng phải chứa đựng một tài sản khổng lồ. Đó không phải là mục tiêu của chúng ta. Cái chúng ta cần là viên kim cương xanh, theo lời dặn dò của ông chủ. Cô suy nghĩ đi, bằng mọi giá phải mở được các két sắt đó trong thời gian nhanh nhất. Còn tôi sẽ để ý như thời điểm ông ta đi công tác xa nhà. Thời gian này có lẽ trong việc kinh doanh của ông ta có vấn đề nên thường xuyên đi vắng, cho nên chúng ta không phải là không có cơ hội. Nhưng không phải lúc nào trong biệt thự cũng vắng người. Những người khác thì không phải là đối thủ của chúng ta. Chỉ cần một liều thuốc mê, tất cả dễ dàng giải quyết. Bà chủ, hôm qua đã có người nhìn thấy mặt tôi. Bà chủ nghĩ tôi có nên... Nếu con gái ông ta chết ngay tại nhà, trong thời gian này là rắc rối lớn cho chúng ta. Hơn nữa, đối phó với một con bé nằm ngoài ý định của ông chủ. Không cần đâu. Tôi biết con bé đó sẽ không dám nói ra điều gì. Ngay cả khi nó nói, tôi cũng có cách để xoay chuyển mọi thứ. Do vậy, chưa cần thiết phải dùng đến cách này. Kim Cương, thì tại sao nhiều lần mày không giúp đỡ cô ấy? Tao có nhiệm vụ phải trả lời mày câu hỏi này sao? Trừ khi mày không biết trả lời như thế nào. Bởi vì mục đích của mày quá rõ ràng. Hay mày tiếp cận Kim Cương
là vì mục đích khác. Hả? Đó là chuyện mày nghĩ, tao không can thiệp. Tao cảnh cáo mày, mày mới dám được chứ quẩy, rồi tao sẽ lấy mạng. Anh Dũng, anh làm gì vậy? Cao Bằng, anh Cao Bằng. Ôi Phượng, nè, thôi mày uống nhiều rồi, uống nhiều thì được ích lợi gì đâu. Mày lại có chuyện gì nữa hả? Hay là có phải chú Thiết vì chuyện Kim Cương bị thương mà trách mày phải không? Không phải chuyện của chú Thiết, mà mày nghĩ thử coi, tình cảm hơn mười mấy năm trời thân thiết không bằng một người xa lạ, mà quái không biết người đó như thế nào luôn. Cũng còn tùy, chuyện tình cảm là một chuyện mà không ai có thể lý giải được. Dũng à, thời gian này không phải là lúc để mày ngồi gặm nhấm tình cảm đâu. À, có lẽ mày nói đúng. Càng lúc tôi càng thấy mối tình câm lặng hơn mười mấy năm trời chả là cái gì hết. Rồi cũng sẽ đến một lúc mãi mãi là tình cảm đơn phương thôi, không bao giờ nhận được sự hồi đáp. Gặm nhấm làm gì, đúng không? Ai mà nghĩ mày si tình dữ vậy. Anh làm cái gì vậy hả? Tại sao lại gây chuyện với người khác ở trong nhà? Anh đâu có muốn gây chuyện với hắn ta. Kim Cương à, em không được tin bất kỳ ai. Tại sao em có thể đi chung với hắn cả một đoạn đường dài như vậy? Thì em vẫn bình an trở về đó thôi. Anh Dũng à, em biết anh rất lo cho em, giống như một người anh trai bảo vệ em gái nhỏ. Nhưng bất cứ ai cũng đều có một cuộc sống riêng tư của riêng mình, và ngay cả em cũng vậy. Em mong anh hiểu điều đó. Em không muốn ghét anh và anh luôn xen vào cuộc sống của em. Anh có hiểu không? Anh lo lắng là các bạn sẽ làm hại tới em. Bởi vì em biết rõ, hắn ta là cháu ruột của một người mà luôn làm em khó chịu. Ờ, thì cháu ruột, cháu ruột của dì Băng thì sao chứ? Anh ấy chưa bao giờ hại em. Ngược lại, anh Cao Bằng còn cứu em và cả Ruby nữa. Em không muốn anh nhìn người khác bằng một cặp mắt thiếu thiện cảm như vậy. Anh đừng có để em thất vọng về anh đó Dương Dũng. Kim Cương, nghĩ tức thiệt, một thằng bá dơ mà lại nhận được sự binh vực của Kim Cương hả? Đó là phản ứng bình thường của con gái thôi. Hơn nữa Kim Cương là người nhìn thấy ai cũng lương thiện, bởi vì tâm hồn của cô ấy luôn thánh thiện, cho nên mày không thể nào mày trách cô ấy được. À, thôi thì tao tự trách mình. Một thằng ngốc như tao đúng là hết phương cứu chữa, đúng không? Con ơi, anh nói sao? Một người đàn ông tầm dưới 30 tuổi, có nguồn gốc từ Hồng Kông đến Việt Nam hơn 10 năm trước à? Phải. Hiện giờ anh ta đang sống chung với vợ chồng bố già Thiết. Mọi người đều nói anh ta là cháu ruột của bà Hà Băng. Riêng tôi thì lại suy nghĩ khác. Nhưng những người có tiền như bà Hà Băng, việc nuôi cháu ruột và cho làm vệ sĩ riêng của mình, đó cũng là điều bình thường mà. Tại sao đột nhiên anh lại quan tâm như vậy? Tôi bắt đầu nghi ngờ những con người này. Tại sao gần đây có quá nhiều nhân vật người Hồng Kông gốc Việt về đây sinh sống tại thành phố của mình, giữa họ lại có những mối liên kết không hề ngẫu nhiên, như là fan bà Hà Băng và Cao Bằng. Anh nghi ngờ họ là đồng bọn? Chắc không phải đâu. Cô gái sát thủ kia có mặt ở Việt Nam cũng chưa gây ra điều gì, thì cũng không có lý do trục xuất hay bắt giữ cô ta. Cho nên chuyện này chúng ta không thể bứt dây động rừng được.
Dù sao thì anh cứ để ý giùm tôi. Nếu có tin tức gì liên quan về những đối tượng này thì anh đừng quên báo cho tôi biết đó. Được, tôi hiểu ý anh. Nhưng anh cũng nên cẩn thận. Nếu bố già Thiết phát hiện anh có liên quan tới chuyện chặn đứng những chiến hàng có giá trị cao thì tôi e anh sẽ gặp nhiều rắc rối. Yên tâm đi, tôi tự biết lo cho mình mà. Anh cứ làm những gì mà tôi dặn. Nhớ chuyển báo cáo của tôi cho chú Ba và giao chỉ thị cho tôi bằng mật mã 02. Lúc này Thạch Anh nó ngoan lắm. Cũng sắp tới sinh nhật con rồi. Em tính tặng một món quà giá trị lớn một chút. Tặng quà là để động viên tinh thần. Em bớt cưng chiều Thạch Anh một chút. Là đàn ông thì nên mạnh mẽ từ nhỏ. Đừng nghĩ mình lúc nào cũng tài cũng giỏi. Sau này ra đời có nhiều trở ngại lắm. Dạ. Con mình nó cũng đâu còn nhỏ dại gì đâu anh. Em nghĩ mình nên tặng con trai mình một món quà ý nghĩa. Tùy em quyết định. Em hiểu rõ nó cần tặng quà gì mà. Em định mở cho Thạch Anh một tài khoản tiết kiệm để bảo đảm cuộc sống sau này cho con. Anh thấy sao? Anh nghĩ không cần thiết. Tại sao lại không cần thiết? Em không muốn con chịu thiệt thòi so với các chị của nó. Mà đâu phải chuyện này anh không có điều kiện để làm cho con đâu. Anh là cha của nó. Anh biết khi nào là lúc cho nó một món quà giá trị. Nếu nó thông minh, đủ bản lĩnh ra đời thì dù không có tiền của cha mẹ để lại thì vẫn tự lo cho mình một cuộc sống tốt thôi. Nếu nó thông minh, đủ bản lĩnh ra đời thì dù không có tiền của cha mẹ để lại thì vẫn tự lo cho mình một cuộc sống tốt thôi. Bố già khốn kiếp, có bao giờ ông coi mẹ con tôi là thân thích hay không? Gia tài đồ sộ như vậy mà kêu mở tài khoản cho con trai lại từ chối. Ngược lại, số tiền ông gửi vào tài khoản đứng tên con gái ông thì lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ông tưởng tôi không biết sao? Không được, mình đã hy sinh cả chục năm trời bên cạnh ông ta, không thể ra đi với hai bàn tay trắng. Thạch Anh phải là chủ nhân của số tài sản khổng lồ này. Nhưng nếu muốn như vậy, mình phải từ từ nắm bắt được tất cả những người thân tín bên cạnh ông ta. Tay của bạn chừng nào mới khỏi vậy? Liệu có vấn đề gì khi sử dụng lực để đánh đàn hay không? Tạm thời bàn tay của mình á, không cần phải sử dụng lực. Tại vì chuyên môn hiện giờ của mình là sáng tác mà. Và bác sĩ nói là cái tay của mình sẽ mau lành thôi. Bạn xui xẻo thiệt á. Mình có cảm giác giống như là tất cả những giận đen đều dồn hết về bạn vậy. Đã tập luyện cực khổ như vậy rồi, vậy mà vẫn có chuyện xảy ra được. Cái này á, người ta gọi là mình tính không bằng trời tính. Biểu diễn thì còn nhiều cơ hội. Mình chỉ sợ là mất lòng thầy cô, những người đã kỳ vọng vào mình. Thầy cô hỏi thăm bạn nhiều lắm đó. Nghe nói bạn bị ngất trước khi mà anh Dũng đến, nên ai cũng ái ngại hết. Ngất gì chứ? Tại lúc đó mình buồn ngủ chút xíu thôi. Nè, bạn thấy anh Dũng là người thế nào? Không phải là cái kiểu người vô lý, thích kiếm chuyện sằng bậy với người khác đúng không? Trong mắt mình, anh Dũng là chuẩn nhất luôn á. Cho dù bạn bắt nạt ảnh như thế nào đi chăng nữa, ảnh vẫn kiên trì, không hề trách bạn một câu nào hết. Trời ơi, thấy ghê không? Bạn thấy ghê không? Gì mà tới nỗi bắt nạt chứ? Nghe bạn nói làm như mình bất nhẫn với anh Dũng lắm không bằng. Ê, mình kiếm quán nào đi, mình sẽ đãi bạn trái cây đá bào. Ok, đi đi. Để với bạn vui quá à. Ê, bên kia có quán mới kìa.
bà sao vậy? Bình thường quán cà phê đó bà thích lắm mà, sao hôm nay đổi ý vậy? Có một số người mình vừa nhìn thấy họ đã thấy mất khẩu vị liền. Lúc nãy trong quán cà phê đó mình thấy có một người như vậy. Ai? Anh Dũng hả? Bậy không à. Mà có phải bạn kết anh Dũng lắm rồi đúng không? Chuyện gì cũng thấy bạn nhắc tới ảnh được à? Không có đâu, không phải là anh Dũng, mà là một người khác. Một người chưa bao giờ đem lại cho mình một cảm giác an toàn hay vui vẻ hết. Thôi được rồi, mình không có tìm hiểu nữa. Giờ tụi mình đón taxi đổi chỗ khác nha. Ừ, đi. Hai cậu mà để mất dấu vết kim cương thì đừng có trách tôi. Phải giữ tuyệt đối an toàn cho con gái tôi, nhưng không cho con gái tôi biết hai cậu đang theo nó, có biết không? Công trình hôm nay sẽ bắt đầu khởi công, đáng lý ra tôi phải có mặt, ít nhất cho người khác thấy chúng ta thực sự quan tâm đến công trình này. Nhưng chiều hôm nay số hàng bù lỗ cho lần trước sẽ bắt đầu cập cảng, do đó tôi cần sự có mặt của cậu ở đây. Còn việc bảo vệ kim cương đi mua sắm sẽ có hai cận vệ của tôi đảm nhận. Dạ thưa chú, vậy con sẽ có mặt ở công trường ngay lúc chiều. Cái vụ này con đã theo dõi sát sao từ ngay lúc đầu, cho nên là rất rõ ràng đường đi nước bước, nên chú cứ yên tâm. Con vẫn để ý tới Vĩnh An thường xuyên chứ? Ủa, Vĩnh An có chuyện gì sao chú? Hiện giờ thì chưa, nhưng đối với một người đã nắm trong tay gần hết bí mật của công ty, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm được. Cậu nên để ý, một người như Vĩnh An sẽ có rất nhiều đối thủ của chúng ta dòm ngó. Về chuyện này chú cứ yên tâm, bởi vì Vĩnh An á, có chuyện gì hay kể cho con nghe lắm. Tuy là Vĩnh An có một chút rắc rối về chuyện ở công ty cũ, nhưng mà Vĩnh An không phải là loại người đứng núi này trông núi nọ đâu. Con hy vọng là chú cũng tin tưởng Vĩnh An như đã từng đặt niềm tin với con. Bộ nhớ ai hả? Kim Nguyên à, mình xin lỗi nha. Chắc mình phải đi công chuyện một chút. Hẹn Uyên bữa khác mình đãi bù được không? Gì kỳ vậy? Mình mới vô mới kêu nước mà. Mình có việc gấp lắm, mình phải đi nha. Ê, đi đâu vậy? Trời ơi, cứ tự ý đi tùm lum tùm la như vậy, lỡ như có chuyện gì rồi sao? Uyên yên tâm đi, mình nó không có sao hết. Ba mình nói dù mình ở đâu cũng có người âm thầm bảo vệ mà. Mình không cần biết đó là ai, miễn đừng có quá phiền là được. Mình đi nha. Ê, ê, trời, Kim Cương. Cậu biết mục đích tôi hẹn cậu ra đây gặp mặt là gì đúng không? Chắc là bà chủ muốn nghe câu trả lời của tôi cho đề nghị hôm trước. Tôi nói không sai chứ? Cậu giỏi lắm, tôi nhìn cậu không lầm. Cậu biết đó, sở dĩ tôi muốn cậu về làm việc cho mình, vì tôi cần phải bảo đảm vị trí của mẹ con tôi trong nhà ông Thiết, ở một nơi mà bất cứ lúc nào mẹ con tôi cũng có thể bị tống ra đường. Xin lỗi bà chủ, tôi nghĩ tôi chưa hiểu lắm về câu nói của bà. Cậu cũng biết tôi và con gái lớn của ông Thiết không ưa gì nhau mà, đúng không? Tôi chỉ là nhân viên mới thôi, chuyện gia đình của ông chủ tôi không quan tâm, và tôi cũng không biết rõ. Ông Thiết, ông rất cưng chiều đứa con gái này. Với ông ta, cả thế giới này chỉ có một mình con bé đó. Cho nên tôi rất sợ Thạch Anh, con trai tôi, mất dần đi sự yêu thương của cha nó. Vĩnh An, tôi biết cậu rất thông minh, tôi tin là chuyện này cậu có thể giúp được tôi.
Bà chủ à, thật ra tôi chỉ là một nhân viên tầm thường, làm chút chuyện lặt vặt cho ông chủ. Tôi nghĩ bà đã đánh giá quá cao về vị trí này của tôi rồi. Ít nhất cậu cũng có khả năng hiểu về bố già Thiết. Nếu như cậu đồng ý với đề nghị của tôi sẽ đảm bảo với cậu, cậu sẽ không bao giờ phải lo lắng về cuộc sống của mình. Tôi muốn cậu cho tôi câu trả lời chính xác được không? Ở đây mình sẽ quy hoạch khu biệt thự liền kề, và cũng có dự kiến là sẽ bán với 50% trợ giá. Và chung cư đằng kia là khu căn hộ cao cấp dành cho giới văn phòng. Toàn bộ công trình lên tới hàng trăm tỷ, cho nên báo chí và nhà nước hết sức quan tâm. Tôi đã xem qua bản thiết kế và đồ án, nhưng mà hôm nay đến đây tận mắt chứng kiến khu đất này thì tôi thấy nó rộng hơn tôi tưởng nhiều. Chúng tôi dự kiến sẽ xây thêm siêu thị, nhà trẻ và trường học, cố gắng tích hợp thật là nhiều tiện ích để nâng tầm giá trị của khu nhà này. Anh thấy sao? À, xin lỗi, tôi có điện thoại. Anh cứ tự nhiên. Alo, chuyện gì đó cô hai? Alo, anh Dũng hả? Anh đang ở trong trung tâm mua sắm AMI phải không? AMI? Em nói gì vậy? Hôm nay ba của em lệnh cho anh tới coi công trình mà. Bộ em gặp rắc rối gì sao? À, đâu có, em đâu có gặp rắc rối gì đâu. Tự nhiên em muốn ăn kem cho nên em mới gọi cho anh, để khao em một chầu thôi mà. Ăn kem? Đang giận Kim Cương, không được tỏ ra vui mừng quá. Phải biết giữ giá để cô ấy bớt làm khổ mình một chút chứ. Không sao, kêu anh ra đây không chỉ để ăn kem thôi chứ. Anh đang có công trình đó. Giám sát em không phải quan trọng hơn hay sao? Nè, em đã gọi món kem mà anh thích rồi đó. À, nhớ chừa cái trái cherry cho em á nha. Wow, còn nhớ anh thích ăn món kem gì luôn hả? Trời ơi, sao không? Trí nhớ của em đâu có tệ dữ vậy. Lần nào á, đi ăn mà anh không nhường em trái cherry, làm sao mà em quên được. Cherry, cherry. Đúng món kem mà anh thích rồi đó. Còn không biết ăn lẹ đi, không lẽ em dành hết bây giờ. Em giận rồi. Thôi mà cô nương, không phải hẹn anh ra đây chỉ là ăn kem thôi chứ. Có chuyện gì cứ nói đi. Tại sao mà anh không kém thông minh một chút xíu cho em nhờ đi? Người gì đâu mà hả, cái gì cũng đoán đúng ý của người khác hết trơn à. Còn gì thú vị chứ. Nếu mà kém thông minh á, ba của em sa thả anh rồi sao? Lúc đó ai nuôi anh? Được cái số vợ anh chứ. Anh Dũng, nè, bộ anh với Vĩnh An thân lắm hả? Hai người trở nên thân thiết như thế nào vậy? Kể em nghe đi. Vĩnh An? Sao tự nhiên hôm nay hỏi về Vĩnh An vậy? Thì bình thường thôi. Với một người đột nhiên xuất hiện ở trong nhà, em phải tìm hiểu gốc gác của anh ta em mới yên tâm chứ. Cũng phải, nhưng mà anh nghĩ em không phải hẹn anh ra để nói chuyện này. Thì anh cứ cho em biết đi, con người anh ta như thế nào, tại sao anh ta lại nghỉ việc ở công ty cũ mà sang đi giúp ba em. Anh với Vĩnh An là chỗ bạn bè lâu năm, cậu ta học giỏi thật thà, nhưng mà trong công việc thì có chút xảo quyệt và tinh vi. Có phải vì vậy mà anh ta gặp rắc rối ở công ty cũ không?
Em đoán không sai. Vĩnh An còn có gia đình phải chăm sóc, nên khi thấy cậu ta bôn ba tìm việc khắp nơi, thế vậy anh mới giới thiệu vô công ty Kim Cương gặp ba em. Thì ra là vậy. Dương Dũng, sao mày vô được nhà tao? Có chuyện vui, không thể nào không chia sẻ được. Chuyện gì? Tao mới vừa được Kim Cương về, cô ấy chủ động gọi điện rủ tôi đi ăn kem. Lúc đầu thì tao cũng hơi ngạc nhiên, chắc có lẽ là cô ấy muốn làm quà về cái chuyện hôm trước. Vậy thì chúc mừng mày. Tao đã nói Kim Cương không phải là người vô tình mà. Kim Cương kêu tôi tới ăn kem ở trung tâm thương mại luôn đó nha. Mặc dù suốt bữa trò chuyện á, cô ấy chỉ toàn hỏi gì mày, nhưng mà không thành vấn đề. Lúc đầu á, tao cũng không có vui, nhưng mà có lẽ Kim Cương quan tâm tới tao cho nên mới hỏi gì mày. Sao lại hỏi về tao? Thì mày là người mới mà, chắc Kim Cương cũng hơi tò mò một chút. Rồi cô hỏi nhiều không? Cũng khá là nhiều đó, mà toàn là những chuyện giống như là tìm hiểu về chuyện đời tư của người yêu không bằng. Cho mày trả lời sao? Còn trả lời sao nữa, có sao nói vậy thôi. À, tao còn chưa khai về cái chuyện ngày xưa mày hay tựa vào vai của tao đó. Nói chuyện nghiêm túc coi, đừng có giỡn nữa. Giỡn gì, tao nói thiệt mà. Cuối cùng á, Kim Cương cũng đã hiểu được tao, cho nên mới vui vẻ với tao. Cổ còn nói á, sau này trở về già, nếu mà không có ai nuôi tao á, thì cổ sẽ nuôi tao đó. Nếu không giống như vậy thì còn hơn như vậy nữa. Tôi không muốn sẵn giọng với cô ba, vì tôi hiểu thân phận của tôi trong căn nhà này. Cô ba đi về phòng đi, và nên hiểu việc gì vô ích thì không nên làm. Ruby, chị vào được không? Ruby à. Dạ, chị hai vô đi chị hai. Ủa, em sao vậy? Sao mắt đỏ hoe vậy? Bộ có chuyện gì buồn hả? Dạ, đâu có chuyện gì đâu chị hai. À, tại em học nhiều quá nên con mắt nó mỏi, nó mới đỏ vậy thôi. Chứ em đâu có sao đâu, chị hai đừng có lo nha. Có chuyện gì á, em phải nói cho chị hai biết nghe chưa. Chị hai, chuyện hôm bữa em xin lỗi chị hai nha. Thiệt ra thì hôm đó em không có chuyện gì giấu chị hai đâu, mà tại em... Cái con nhỏ này, bỏ đi. Chị còn không nhớ nữa thì em nhắc làm gì không biết nữa. Mà nè, chị hai có quà cho em á. Hả? Dạ. Nè. Em mở ra coi đi. Quà cho em hả?